dàn sao đua nhau ngồi thuyền thúng ra khơi. Dung Ingu xứng danh rể việc khi một mình ngồi chèo thuyền thúng. Cho nhẹ nhàng tận hưởng cảnh vật, riêng nàng hậu xứ Hàn có trải nghiệm quay mỏng mỏng. Lâm Chí Dĩnh làm netizen Việt bất ngờ khi khoe vi rùa như tuổi đôi mươi. Còn đội non lá và đích thân trèo thuyền thúng trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Sao Việt cũng vui tới bến khi được lên đênh trên thuyền thúng. Chỉ duy nhất Idol Top Top này là từ chối ra khơi dưới mọi hình thức. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi tôi sợ lắm thôi, tôi không lại. Thôi, làm làm đi Tuấn biết. Chẳng phải độ này dân mạng đang đua nhau đòi ra khơi hay sao? Cũng vừa lúc dàn sao Việt Hàn Hoa cũng thích thú với bộ môn thuyền thúng, vậy nên cùng xem các sao khi lên đênh trên con thuyền này sẽ ra sao nhé. Để nói về hội đam mê thuyền thúng chắc phải kể tới các sao Hàn khi sang Việt Nam hầu hết nếu đi biển thì thường những nghệ sĩ nổi tiếng của cây bít sẽ tham gia một màn lên đênh trên thuyền thúng thậm chí có mỹ nhân nhiệt tình đến nỗi té sấp mặt xuống nước đó là hoa hậu hàn quốc thái bình dương 1997, ham so won cùng với chồng và mẹ chồng đến đà nẵng khi tham gia show truyền hình thực tế flavor of wife ham so won đã có một trải nghiệm cực đã khi chơi thuyền thúng cô vừa lên thuyền là quẩy nhiệt tình lắc lư qua lại thậm chí còn không ngại bung xóa mặc tóc tai dối bời khi ngồi trên thuyền <laughs> kết quả là sau đó ham so won không cánh mà bay theo đúng nghĩa đen tinh thần sung sức đã khiến nàng hậu xuống nước anh chồng kém tuổi thấy thế liền lập tức lao ra hộ giá trái với ham so won các thành viên của choi cũng từng đi thuyền thúng song các cô gái lại nhẹ nhàng tận hưởng không khí trong lành cùng cảnh vật tuyệt vời nơi sông nước việt nam trước là ham so won gần nhất có dung in cảm giác như anh chàng muốn làm gì việt nam luôn rồi đó vì sang du lịch tận 11 ngày mà là du lịch phượt tự mình trải nghiệm chứ chẳng cần theo đoàn hướng dẫn nam diễn viên trước khi lên máy bay về hàn còn chia sẻ cảm xúc cho biết đây là một trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của mình mà thực sự thì dung ingu đã có quãng thời gian rất vui vẻ tại việt nam anh ăn phở uống cà phê nhậu còn một hai ba rô như người bản địa đã thế Dung Ingu còn có trải nghiệm đi thuyền thúng cực thú vị. Mặc dù cùng là ngồi thuyền thúng, Ham Sao gun trông rối bời còn Dung Ingu lại khoe ảnh cực điển trai. Anh chàng đội nón lá, khoe ngoại hình 10 điểm không có nhưng khiến fan Việt được fan dần dần. Cũng trong thời gian này, không chỉ Dung Ingu mà nam tài tử Lâm Chí Dĩnh cũng làm cư dân mạng Việt được fan bất ngờ khi khoe hình ảnh ra khơi với chiếc thuyền thúng. Nam diễn viên còn đích thân chèo thuyền, cho thấy anh cũng vô cùng hào hứng với bộ môn này. Tuy đã bước vào tuổi U50, nhưng hình ảnh của Lâm Chí Dĩnh khi du lịch ở Việt Nam, Trèo thuyền thúng vẫn rất trẻ đẹp, Ví dùa như tuổi đôi mươi. Nam nghệ sĩ cũng khoe ảnh ăn phở, uống cà phê tại Việt Nam, những khoảnh khắc rất chiều. Với bộ môn thuyền thúng thì dĩ nhiên không thể thiếu sao Việt rồi. Những đàm Vĩnh Hưng, Nam Thư, Vũ Hà, Thùy Tiên, Kiều Minh Tuấn, Hiếu Thứ Hai, Ngô Kiến Huy đều từng tham gia chèo thuyền thúng khi tham gia game show thực tế. Tuy nhiên mỗi người lại có cách chơi khác nhau. Nếu Thùy Tiên, Kiều Minh Tuấn, Hiếu Thứ Hai, Ngô Kiến Huy có hơi mạnh bạo để làm nhiệm vụ thì đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Nam Thư lại rất nhẹ nhàng khi linh đinh trên thuyền thúng, mỗi người mỗi kiểu, nhưng nói chung là đều vui và khiến người xem phải phát thèm, muốn đi đu liền. Cuối cùng, một nhân vật top top đang gây chú ý khi từ chối ra khơi dưới mọi hình thức kể cả thuyền thúng dù giang cư mận dần dần vụ này, đó là Pam. Cô ấy sợ sóng biển, lại giàu sẵn, vậy nên dù có là thuyền thúng hay cano, cỡ nào cũng không muốn đi.